Rồi đi dạo dọc sông Nhiêu Va. Hôm nay trời nắng đẹp quá các bạn ạ. Mình đang đi dạo trên bờ sông Nhiêu Va, con sông mà lớn nhất Saint Petersburg. Sông Nhiêu Va thì bản thân nó là một sông không dài, như mình nhớ không nhầm nó dài có 70 km thôi, nhưng mà nó rất là sâu. Đấy, thuận lợi cho cái việc tàu thuyền đi lại. Đợt này như lễ hải quân Nga hay không? Nhiều tàu chiến lắm. Tí nữa mình quay tàu chiến nhá. Đây là các cái công trình đi sông Nhiêu Va. Quay. Đây cái chỗ cái tòa nhà màu xanh trước mặt này. Đây, ngay trước mặt có tàu chiến. Cái tòa nhà màu xanh đấy là bảo tàng đầu tiên của thành phố. Nó xây dựng vào năm 1724. Nó có tên là Bảo tàng Nhân chủng học. Tiếng Nga nó là Первый музей hoặc là Kunstkamera. Trong cái bảo tàng này nó lưu trữ các cái nền văn hóa của các cái nước, các cái vùng miền, văn hóa Đông Nam Á mình cũng được trong bảo tàng này. Đặc biệt là trong đây nó có cái căn phòng gọi kinh dị. Nó trưng bày các cái mẫu vật quái thai, người hai đầu, người trẻ con, đứa trẻ con hai đầu, ba đầu ngâm trong ly tân nóng ấy. Có đứa đầu nó mọc ở bụng ấy, nhìn rất là ghê. Nhưng mà ông Pia đế là ông cứ sưu tầm về rồi. Đặc biệt là trong đây nó còn lưu trữ các cái món đồ thủ công mà do chính tay Pia đại đế làm. Ví dụ như là những cái bàn trong đóng hoặc là các cái đồng hồ. Nhưng mà ông Pia đại đế này mình cứ cảm giác là nếu mà ông không trở thành sa hoàng không theo công nghiệp chính trị thì ông sẽ trở thành một cái nhà khoa học vĩ đại. Ngay cạnh bên cái tòa nhà màu xanh ấy, đằng sau cái tàu chiến ấy, tòa nhà màu vàng ấy, đó là Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Thì vào cái thời Pia đại đế thì cái tòa nhà được xây dựng vào năm 1724, đúng một năm mà trước khi ông qua đời. Thì ông trong cái Viện Hàn lâm Khoa học Nga này có trưng bày cái bức tranh đại chiến Poltava được làm ở Lomonosov theo nghệ thuật mozaiki, nghệ thuật tranh ghép đá, thì nghệ thuật đặc trưng của Nga ấy. Thì trong cái Viện Hàn lâm Khoa học này có những nhà khoa học rất nổi tiếng đã từng làm việc như Erler, Beruni. Tiếp theo cái tòa nhà màu đỏ ấy. Quay chỗ tòa nhà màu đỏ. Đây đây, tòa nhà màu đỏ này chính là trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg ấy. Nó chạy dài đến tận cái tòa nhà màu vàng. Trên quay tòa nhà màu vàng. Mà trước nó bị chắn bởi cái tàu chiến to đùng. Bên này dìm lấy hải quân Nga. Thì cái trường Đại học Tổng hợp Saint Petersburg là cái trường đại học lớn thứ hai của Nga sau Đại học Tổng hợp Lomonosov ở Moscow đó. Trường Đại học Tổng hợp này thì nó có nhiều người tài học đây lắm. Ví dụ như vào thời trước thì có cha đẻ của bom nguyên tử Nga là Sakharov này. Màu đỏ. Có Sakharov này, có ông tìm ra phản xạ có điều kiện là ông Pavlov này, những cái thí nghiệm nổi tiếng anh em học trong sinh học này. Bật đèn cho ăn đấy, bật đèn cho ăn, sau này cứ bật đèn con chó nó không cho ăn nữa nhưng mà nó sẽ tự động nhìn ánh đèn nó sẽ tự động tiết nước bọt ra. Thì đặc biệt là ở đây là ngày xưa là Putin học thử nhân luật đây, sau đó thì ông Medvedev thì cũng học ở đây là giáo sư đây. Sau này Putin lên làm tổng thống thì ông lôi cả cái ông Medvedev lên, cả ông sợ lên. Thì trong cái trường hợp này nó còn có cái điểm đặc biệt đó là nó có khoa phương đông học, có mấy em Nga học tiếng Việt. Bây giờ nó còn có cả phân viện Hồ Chí Minh nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh. Mấy cái tòa nhà đằng xa kia này như zoom mấy cái tòa nhà đằng xa. Đây là viện này, thấy cũng được. Thì đây là cái viện mỹ thuật của Nga. Thì đằng xa là cái cây cầu Trung Úy. Đợt này chắc mấy ngày nữa thôi, như cuối tháng 8, 28 hay 9 tháng 8 là ngày nó kỷ niệm hải quân Nga, ngày của tham đội hải quân Nga như là tàu chiến nó về đầy sông Nhiêu Va. Người Nga người ta đi quay phim rất là nhiều. Đấy, em nhìn cắm một lần nữa bờ sông. Bờ sông nó nhiều cảnh đẹp lắm. Đây, cái tòa nhà mái vòm đằng xa kia chính là nhà thờ thánh Pedro Pablo ấy. Thì đây nó nằm trong pháo đài Petra Pavlovsk, pháo đài ngày xưa này, để xây dựng để phòng thủ thành phố. Pháo đài xây theo hình lục giác. Thì cái nhà thờ này từ cái thời xây dựng ông Pia đế đầu cách đây
300 năm rồi ông đã xây dựng, ông đã làm cái lệnh là không được bất cứ một tòa nhà trung tâm cao hơn cái nhà thờ này. Thì cái nhà thờ này nó cao như 122,5 mét, và bây giờ bên trong nhà thờ này nó có 42 ngôi mộ đấy, quả 42 cái vị sa hoàng dòng họ Romanov là trị vì nước Nga đấy. Còn trước mặt các bạn nhìn thấy là cây cầu, cái cầu cung điện đấy, vì nó nối liền cung điện mùa đông với lại bên kia hòn đảo, đó là mũi tên Vasilev. Thì cây cầu cung điện này được khánh thành vào năm 1915. Nó là một trong ba cây cầu vĩnh cửu nằm trên sông Neva, và nó là một trong số ít những cái cây cầu mà vào ban đêm nó sẽ mở hai cánh ấy. Thì nếu anh em là đã theo dõi cái video cầu mở của mình rồi thì mình sẽ quay cái cầu mở này. Thì đây nó là cái cầu mở mà có thể nói là cầu mở đẹp nhất ở trên sông Neva. Bên cạnh trên sông Neva nó có 13 cái cầu mở. Anh em nhớ theo dõi kênh ủng hộ nhá. Có gì thì vào like, comment, subscribe, góp ý cho mình quay video. Kỷ niệm về Hải quân Nga tàu chiến về năm số con sông Neva. Ở đằng xa kia còn có cả tàu ngầm nữa các bạn. Đây chúng tôi quay cái chỗ tàu ngầm. Nhưng mà tàu ngầm này cỡ nhỏ. Anh em nhìn siêu nhỉ? Đấy, tàu ngầm to này nó cỡ nhỏ rồi, chắc 2.000 lượng choán nước, tầm 2.000 đến 3.000 tấn. Cỡ như tàu Kino Việt Nam, chắc tàu này tàu diesel thôi. Mình ở đây mấy năm rồi mà chưa bao giờ thấy một con tàu ngầm nguyên tử nó về. Có về nó chỉ về đảo Kronstadt thôi. Trước đây cái đảo Kronstadt đó là nơi đóng quân của hạm đội biển Baltic. Nhưng mà sau khi Nga lấy lại Crimea vào năm 2014 ấy, thì hạm đội biển Baltic nó chuyển về Kaliningrad, thành hòn đảo ở giữa lòng châu Âu của Nga. Chắc là để nắn gân châu Âu thôi. Kia là cái tàu ngầm diesel cỡ nhỏ.